Vâng, chào hết quý anh em gần xa. Thì hôm nay thì cái video hôm nay thì nháp nháp thôi. Giới thiệu với anh em cái mẫu chính thức. Gọi là chính thức. Có một cái sản phẩm mới bo công suất của năm 2024, ấp ủ mãi từ năm 2023 tới nay mới có được một cái mẫu bo mới đấy các bạn. Thì trong các năm dịch thì hàng hóa nó không có bán được, cho nên là mình không có làm nữa. Mình làm rất là ít. Mặc dù trước đấy là ít, mà bây giờ nó càng ít hơn nữa, thì gần như là không có làm gì. Thì cái mẫu này thì mẫu cho nhôm 3U. 3U dài 22cm. 3U thì anh em biết rồi ha, khỏi cần phải nói với kích thước nhiều. Dài 22cm, 12 sò công suất mỗi kênh. Đó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 12. Bo bằng bo sợi thủy tinh hai lớp. Bo đây mới đang lắp ra được mớ đây, đợt đầu được mớ đây. Rảnh rảnh lắp chứ còn ở đây cũng không có người phụ, cho nên là làm rất là khó, có một mình à. Thì bo này thì dùng mở đầu, dùng visai, nó dùng phết nha. Phết ở đây thì mình cũng dùng một loại bình thường thôi, dùng cái con K170 hàng bình thường nha, hàng chợ bình thường thôi, chứ không phải là một hàng của một thương hiệu tên tuổi. Vì sao? Vì cái hàng mà thương hiệu tên tuổi thì nó đắt lắm, nó vài trăm ngàn một con là một cặp vậy đó, mình không thể mua nữa mà lắp vô đây nữa. Mua mà lắp vào đây thì bán cái bo thực sự là bán không được, anh em không thể mua được, vì nó tới vài trăm nghìn một con là một cặp, nó đắt quá. Thì ở đây thì mình cũng đầu tư linh kỳ cũng mình thấy cũng là tương đối được, phải không? Trở là trở Đài Loan nè, Transistor là Transistor cũng hàng xịn này, mà quên mất cái thương hiệu rồi, mua lâu quá rồi quên mất, hàng cũng được. Tụ thì ở đây tụ đây U nè. Như đây là tụ đây là tụ đây U. Còn đây là tụ xanh hoa, còn cái này, thằng này là tụ xanh hoa. Đây là tụ Nichicong nè. Đấy Nichicong. Hạt đây cũng tụ xanh hoa nữa nè, xanh hoa, tụ không phân cực. Input dùng ở tụ không phân cực. Một số linh kiện xịn sò như thế. Bo này lắp cũng chưa hoàn thiện, đang trong quá trình lắp. Và giá đâu đó chắc mình nghĩ nó nằm giá 100 mấy 200 nghìn một bo quá. Và dần dần nhiều những bo sau thì giá nó có thể nó sẽ cao hơn, vì mình sẽ đầu tư trong này linh kiện nó chắc hơn nữa, và nó có hiệu quả. Ở đây là đầu tư linh kiện nó có hiệu quả. Đơn giản như là mình thay sò công suất đi, nó là mình đợt đây mình thấy nó hiệu quả rồi. Bo này thì trên này thì mình nãy đang nói chuyện mà quên mất, nhà có khách. Thì trên này nó mình có tích hợp là bảo vệ nhiệt độ cao này, bảo vệ nhiệt độ cao, đóng trở này, rồi có cái mạch đèn nháy nháy này, không có tích hợp mà mạch bảo vệ cắt kết gì trên này, nháy nháy thôi, bảo vệ đèn nháy nằm hết trên này luôn. Cái model là G300 V3 F1. Mạch này nó chạy nguồn đôi 80 trở lại thôi, không nên cho chạy áp cao hơn. Thì nếu anh em mà muốn chạy áp cao hơn thì vẫn được 100 thôi, nếu là 80 cố lắm 100 thôi. Vì sao? Vì sò nó ít lắm, sò nó ít mà nhôm nó nhỏ nữa, áp cao nó nóng, chịu không nổi, nổ. Áp cao nếu mà áp lên 100 thì phải loại sò phải là thịt ngon,
đưa vô một mây nó mới chịu nổi, vì cái nhôm nhôm nói đến đến nhôm thì hiện tại thì chỉ có cái nhôm chọ như thế này thôi. Nhôm gọi là nhôm chọ, nó mỏng lắm, cái phần thịt nhôm nó rất là mỏng, cho nên là nó hấp thụ nhiệt và dẫn nhiệt nó không đạt. Anh em được cái tham là ít sò nhỏ gọn như thế mà chạy áp cao, thì qua quá trình làm là mình đúc hết được, đừng có chạy áp cao vì quá trình thoát nhiệt nó không kịp. À, mặc dù có thể là con sò nó chịu được ấy, nhưng mà nó thoát nhiệt không kịp, nó giải nhiệt không kịp thì nó sẽ chết thôi. Mà khi con sò nó càng nóng thì nó dễ dàng yếu lại là nó chết. À, đây là một cái mẫu bò mới, bò trước cái bò này một tí, thì nó có cái bò trước thì nó còn giống y chang như thế, mình có chỉ tinh chỉnh là đôi chút thôi. Đây, các bạn thấy cái tinh chỉnh mạch đôi chút thôi, tinh chỉnh mạch đôi chút cho nó hợp lý hơn. À, hợp lý hơn. À, đây là à, chạy thế thôi. Thì chạy áp G80 thì nhu cầu sử dụng âm ly gia đình thì nó quá ok rồi, anh em dùng thoải mái, hát hò đập điếc vô tư, lò 40-50 phan tốt, không có sợ gì hết. Thì dự tính cái bo này đâu đó khoảng trăm mấy 200 nghìn một bo, mình chưa cần đo đồng đếm nữa. Hy vọng là sẽ được ủng hộ nhiều vì hiểu, nhưng mà chắc là hơi khó vì giá nó hơi cao, nhưng mà hàng chất lượng anh em, linh kiện và chất xám bổ này rất là nhiều, đặc biệt là cái chất âm ra rất là tốt, rất là tốt nha. Còn nếu anh em nào mà có điều kiện muốn thử như thế nào thì mình dần dần mình cũng sẽ thử, tức là thay cái cặp vi sai đây hiện tại là mình chưa lắp đó, mình hàng hết xong rồi mình mới lắp. Thì cặp vi sai này nó là con K170 thì anh em nào có điều kiện thì mua về lắp thử như thế nào. Nhưng mà khuyến cáo trước nha, K phải lâu xịn nha, còn loại tàu lao lắp vô như không thì nó cũng chẳng thay đổi được gì đâu, nhưng mà phải mua cả nắm này về đo đỡ thứ là cái con nào nó hở số có đại nó trùng nhau á, đưa vô thì cái điện áp đơn sơ ngỏ ra lúc mà không có tín hiệu á, là nó mới cân, là nó mới gần bằng không, và cái hiệu thêm hiệu chỉnh cái biến trở này nữa. À, và đây biến trở là chính, biến trở này là biến trở chỉnh phân cực nè. À, biến trở này là biến trở chỉnh phân cực, còn biến trở này biến trở chỉnh gọi là đơn sơ offset này. À, nãy giờ đỡ cái chế độ zoom xa quá là nhìn không rõ. À, con phết này nếu mà nó khó khăn quá thì anh em thể dùng những cái con tương đương, ví dụ như là nếu ví dụ như anh đây lắp con 2N5551 thì cũng được, nhưng mà nó ngược chân thì phải lắp ngược trở lại, nếu ngược chân tra ngược chân thì lắp ngược trở lại thôi, cũng chẳng có gì. Đậu rất là nhiều bò, vẽ rất là nhiều mạch và trải nghiệm rồi thì thôi cứ tới cái đây thôi, chứ không có vẽ nữa. À, nhiều cái mạch như các bạn biết, nhiều cái bản vẽ lên là bỏ vì xử lý không được, nên nó bị tư kích chẳng hạn, bỏ. Nhiều thứ có rất là hay nhưng mà bỏ, mình không đủ khả năng để mà xử lý. À, thì giới thiệu sơ cho anh em như thế xem, rồi chắc cũng cỡ vài bữa nữa sẽ có hàng, anh em cần liên hệ. À, sản phẩm bữa nay hôm nay thì mình sẽ bán và là bao ship. Hiện tại thì mình đang dự định là bán những sản phẩm như thế này, không biết anh em nào có nhu cầu không, lắp hoàn thiện như thế này thì giá nó sẽ cao hơn, nhưng mà nó sẽ ổn định hơn, vì anh em cứ tính đi, mua cặp nhôm về khoan lỗ bắt sò, khoan lỗ không phải đâu, cái khoan này khoan tay phòng tay không phải giỡn đâu, bắt sò xong ngồi cân chỉnh sò cháy, nếu không quen thì cũng nổ niếc lung tung hết. Đó, thì tốn cả mớ tiền. Đó, anh em là thích khám phá khoa học thì cũng được thôi, còn những cái bo như thế này thì mình sẽ làm và bán hoàn thiện như thế này. Hiện tại nếu đỡ bán những cái bo như thế này thì mình sẽ chỉ bán như thế này thôi,
không có lắp bất cứ con linh kiện bán dẫn nào trên này, ví dụ như những con linh kiện ở chỗ vị trí này thì mình không có lắp, thì đỡ mặt để giảm bớt giá thành và cho nó đơn giản mất, chứ đã lắp lên thì phải test. Còn bo như này thì chỉ làm lên và kiểm tra bằng cảm quan, bằng mắt thường thôi đó. À, chứ còn đóng điện lên nó không có chạy được. À, chưa có sò, chưa có linh kiện đầy đủ gắn lên thì nó chưa chạy được. À. À, mình dự định mình sẽ làm hoàn thiện như thế này để bán từng cặp, anh muốn cặp từng cặp, anh muốn mua bộ như thế này cũng được. Và khi bán như thế này thì mình cũng sẽ phục vụ cho anh em chớ cháo, thì mình cũng sẽ có những cái mạch input đơn giản như thế này để anh em khoan lỗ. À, mạch cái này rất là nhỏ gọn. À, ví dụ như đây là cái đầu vào mạch input, đầu vào của nó là đầu vào bằng jack Canon. À, hoặc là đầu vào như cái bo này. Bo này thì những cái bo này thì mình sẽ tặng kèm nha. À, khi anh em mua một cặp bo mới như thế này thì mình dự định sẽ là tặng kèm. Anh em thấy sao? Tặng kèm một bo không có linh kiện nha. À, tặng kèm bo không có linh kiện, anh em về tự lắp, tự gắn linh kiện. À, tự gắn linh kiện, tặng kèm anh em về tự lắp, tự gắn linh kiện. Còn đây cũng là một cái mẫu bo input mà để anh em khoan lỗ bắt những cái men, những cái cặp bo đồ chớ, thì đầu vào của nó thử là rất bột sen 6 ly hoặc là rất canh nông, có thể chuyển đổi và đầu ra nó sẽ phù hợp, nó đồng bộ đồ nha, đồ của mình sẽ đồng bộ hết với nhau. Và đây cũng thêm mấy cái mẫu bo mới mà mình đang hoàn thiện này. Ví dụ như cái bo này là bo chuyển đổi từ rắc sâu ly qua rắc canh nông, để phục vụ cho ví dụ như đang tính là chớ cháo cho cái này này. Đấy. Cái bàn rờ của thằng này thì nó sẽ là, nó không có rắc đầu ra, nó là rắc Canon mà nó chỉ là ra rắc bút sen thôi. Nhưng vậy thì mẫn cám ly như mình bây hiện tại thì đang là dùng rắc Canon thì mình sẽ độ chớ để cho nó ra như thế. Đây là một mạch. Một cái mạch này nó sẽ là đi đôi với cái mạch này. Đấy. Hy vọng cái mạch này nó sẽ đem lại một cái màu sắc mới cho âm thanh thanh. Cái mạch này thì mình cũng tham khảo trong một cái âm ly của Nhật, đó là cái mạch năng tiếng. Thì mới làm mẫu nên là điện trở chưa có cùng đúng chủng loại, cho nên là phải câu dời, phải câu hai ba loại hai điện trở lại để ra một giá trị hợp lý được đấu vào này. Thì lần này thì bán mạch thì giá nó cũng hơi cao đó. Nhưng mà sẽ có tặng kèm một số bo như thế này. À, mình ví dụ như mình sẽ tặng kèm bo không có linh kiện, anh em về tự xỏ. Còn bo này thì số lượng cũng hạn chế lắm, cho nên là cái giá thành nó cũng không phải là mềm mại. Anh em đâu cần anh cứ liên hệ, hàng rất là chất lượng. Anh em xem lại một lần nha. Còn đây là một sản phẩm hoàn thiện, nó sẽ dúng đến 99,99% dúng cái bo này. Về cơ bản là dùng hết, chỉ thay đổi một số vị trí linh kiện thôi. Đấy, nó giống như thế này, lên hoàn thiện nó sẽ như thế này. Anh em về cứ như thế mà phết này, mà nếu mà anh em mua K170 mua đấy, anh em cứ tham khảo. Nếu mà lắp điện tử mà hay chơi vọt vạch thì anh em biết cái cam con một K170 này rất là đắt. Và nếu anh em lùng được hàng thấu máy thì rất là tốt, hàng thấu máy. À. Và một có một cái bo này là nó có một cái điều lưu ý nữa. À mà thôi, cái khi nào để có được một cái bo hoàn chỉnh. À, mình lắp là mình sẽ có một cái video cụ thể nói về cái bo này chuẩn hơn, chính xác hơn, nhiều thông tin hơn. Vì cái bo này bình thường nếu anh em lấy về mà nếu mà không lắp con điện trở này vào thì nó bo không chạy được.
bình thường thì mình đang cái muốn trở đó là trở tách mát. Phải có đó có lưu ý trước trước như thế. Nếu không cần tách mát thì đóng điện trở nó vào hoặc đấu sợi dây vào là nó chạy được thôi. Không là sẽ gây lọt đời sơ. Khói oxy, tránh mát, tách mát của oxy. Thì chia sẻ với anh em sơ sơ như thế. Rồi bữa nào có hàng thì mình lại lên video tiếp. Thôi, thân chào quý anh em gần xa nha. Hẹn gặp anh em ở những cái video sau.